Ok đây, em này lên đây. Là chúng ta sẽ làm sao để chúng ta có thể re-render lại được thằng cha khi mà một thằng con thay đổi. Thì một trong những cách mà mọi người dễ nhất ý, là để render lại ý, thì mọi người phải thay đổi được cái state, đúng không? Khi mà thay đổi một cái state thì các bạn là nó được re-render lại không? Đúng chưa? Em biết render là cái gì không đấy? Hả? Rồi. Thì ở đây mình đang có quan hệ là quan hệ cha con, tức là thằng component con thay đổi thì component cha cũng phải được render lại để cập nhật được giá trị mới nhất, đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta làm như thế nào? Thì ở đây mình sẽ làm một cách, đó chính là khi mà con thay đổi thì mình sẽ thay đổi state của thằng cha. Được chưa? Thì các bạn thằng cha nó sẽ được render lại không? Thay đổi giá trị đấy, mình thay đổi giá trị, mình xóa nó hoặc là mình cập nhật. Đúng chưa? Thì mình sẽ được render lại. Ok. Được chưa? Ở đây thì mình sẽ chuyển như sau. Là mình sẽ định nghĩa một cái function get handle delete. Được chưa? Cái function này thì mọi người chưa cần biết là cái gì, mọi người chỉ biết đây là một cái function. Được chưa? Mình sẽ truyền cho thằng con. Cái này thì mọi người biết rồi đúng không? Biết chưa? Rồi, thì ở bên đây, mình khi mà mình thực hiện làm xóa, hàm này làm xóa nhá. Mình để edit thôi nhưng nó là hàm xóa đấy. Được chưa? Ở đây thì mình có một cách dạy cho mọi người là mọi người không cần phải truyền cái zip.group.user như này nữa. Được chưa? Mà mọi người có thể truyền trực tiếp vào trong đây luôn. Thì nó có khác gì không? Không khác gì cả. Hiểu vấn đề không? Thì tại vì cái này là mỗi có một lần nó quản lý một giá trị ID rồi còn gì nữa. Thì mình chuyển vào đây thì các bạn là thằng này nó lấy được cái giá trị ID của thằng người dùng không? Khi mà nó bấm vào. Đúng chưa? Thì khi mà mình thực hiện xóa thành công, đây là mình chưa check điều kiện là xóa thành công hay không. Mình chỉ cần là khi mà nó xóa, thực hiện lệnh xóa phát là nó xóa vào luôn, được chưa? Bằng cách là mình sẽ truyền ngược lại cái giá trị này cho thằng cha, được chưa? Qua hàm onDelete mình truyền được đây này. Thì có phải thằng onDelete lúc này nó là một function không? Đúng chưa? Thì mình truyền được vào đây đúng không? Thì mình truyền ngược lại. Khi mà truyền ngược lại thành công thì nó sẽ quay lại thằng này và mình sẽ thực hiện hàm filter. Mình xóa một cái phần tử ấy đi theo giá trị ID. Đúng rồi, tự định nghĩa. Đúng rồi, mình gọi lại. Mình truyền lại ngược lại giá trị ID cho thằng cha thì thằng cha nó xử lý. Thế như nó cũng tương tự. Tại vì thứ nhất, tại sao re-render ấy, re-render lại, re-render tức là nó loát lại thành state đúng không? Đúng chưa? Thì lúc này state mọi người mà không thay đổi cái biến data thì có vẻ nó vẫn là giá trị cũ không? Được chưa? Mọi người cập nhật lại giá trị data. Thế thôi. Có thể cập nhật bằng axios được. Đấy nha, mình truyền một cái probe cho thằng con đấy nhá. Và làm biến on delete thì mình khi ở đây khi mình gọi nó ra thôi, on delete rồi mình truyền ngược lại cho thằng con. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái này ấy, on delete nó kiểu như là nó ràng buộc là mối quan hệ giữa con và cha. Thấy chưa? Một cây cầu ấy để bắc từ con sang cha. Thế thôi. Cái này tức là đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Thì cái này thì mọi người có thể thử nhá. Đâu rồi. Hôm nay không cần thiết, sao mà đi.
Đấy, ngon ngay, xong nhìn này. Ấy, ấy, hiểu không? Hiện tại không? Ấy. Hả? Làm gì còn nữa? Cập nhật cho nó ta bay rồi. Được chưa? Thế thôi, đấy là cách xóa. Con đấy. Đây là anh truyền thì máy đi rồi. Thế nếu mà ví dụ em truyền cả một mạng trong này, map bên này, Làm gì? như vậy em làm cái cách mà truyền một mạng sang bên này, xong map ở bên này thì có làm cách này. Được. Đây là trong là có đi đấy, Ừ. nó phải đổ vào cái đi đi Đúng rồi. Pro mà. Ô. Quên à? À ừ đúng rồi. Tại vì cái này mình đã dùng filter để lọc qua giá trị ID mà. Hiểu không? Cái này là user ID này. Ừ. thì cái tham số sẽ là cũng đúng, còn nó được thể hiện chuyển là Ở chỗ này mình có thực hiện dùng cái function gì đâu. Mỗi chỗ này mình sử dụng mà. Ừ. Ừ, những thằng này mình đang truyền vào một function mà bạn nhầm à? Thì đây thằng này on delete có bằng một function không? Nếu mà truyền một function vào thì thằng này có bằng một function không? Ừ, chia dữ liệu như thì đấy, có phải handle data có phải là một function nhận đầu vào là user ID không? Ừ. bây giờ nó là con clip bên kia. Ừ. Còn anh em thích anh em là cùng cùng tên được có sao đâu. Đấy. Mọi người thích thì mọi người đặt cùng tên được cũng chả chả sao cả. Đây, được chưa? Được chưa? Thứ nhất là tại sao mọi người xóa ấy, mà kể cả mình mọi người mình cập nhật cái một cái biến ở đấy, mình biết trước là mình cập nhật một cái biến y data này này. À y delete này. Là mình cũng cập nhật truyền sang nhá. Nó cũng đi render lại. Nhưng tại sao nó lại không nhận xóa được? Tại vì ý, thứ nhất là mọi người re-render lại, nhưng trong khi đấy cái thằng state của mọi người ý, vẫn là một cái dữ liệu cũ. Do vậy nó vẫn chưa cập nhật được. Thì để cập nhật được cái thì mọi người phải cập nhật lại state của data. Đúng chưa? Thì nó mới được xóa đi, thế thôi. Thì có những cách là mọi người có thể là gọi axios hoặc là cập nhật lại state của thằng cha. Đấy là trong những cách có thể làm như thế. Đúng rồi. Nhưng nó bị cái là bị lỗi axios lòng axios thôi thì nó cảm giác là nó không hay. Không, mình có hàng nào hỗ trợ. Có hàng hỗ trợ à, khi update. Nhưng ở đây mình đang xóa là một cái là gọi là gì? Mình đang xóa thằng phần tử con, xóa phần tử con được chưa? Do vậy mình phải làm sao để mình phải truyền giá trị cho cha thay đổi cho nó, thì phải cập nhật lại cho nó. Thế anh có thể làm cái này. Đây là filter của cái ID mình đã xóa ấy. Đúng rồi. Nếu mà mình áp thì mình sẽ filter mình. Put. Đó, hàm xóa này phải để phần từ cha chứ. Phần từ cha thì nó mới render lại chứ, mình đang cập nhật lại state bằng cha mà. Đúng rồi. Chỗ nào cần sửa thì mình xóa thì mình cần thôi. Được chưa? Có vấn đề không? Mình sẽ dạy tiếp cho mọi người là cách lấy giá trị ô input kiểu gì. Đâu nhỉ? Đây, app đây. Ok, thì lấy ô input kiểu gì? Thì đầu tiên là mình phải có một ô input, đúng chưa?
mình có thể để cho thêm form được, không đúng chưa? Rồi gì nữa? Input, input là thể tự đóng nhé. Rồi gì nữa? Tại sao lỗi? Lỗi lag. Thoai bằng gì? Tách đi chẳng hạn. Mình nhớ đặt tên cho nó một cái name là gì? Không, name đi. Name nhá. Thằng này thì nó hơi hack não một chút. Đó chính là khi mà mọi người có hai thể input trở lên cơ. Khi mọi người làm kiểu gì cơ thì nó mới khó. Button click nha. Thì mọi người không cần nhất thiết phải để submit cũng được, để thoái bằng button được, chả sao cả. Được chưa? Và trong đây mọi người nhớ trong một cái sự kiện unclick. Unclick này thì mọi người có thể viết bằng cách là mọi người trong vòng tròn đây. Đây như này. Rồi question lock. Coca này. Dít chấm step chấm nem nhá. Nêu nha. Được chưa? Mình để đây có thể để string rộng nha. Rồi thì giờ làm sao để mình lấy được giá trị input này? Thì lấy ở input này ấy, thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là mọi người dùng hàm on chain. Cách thứ hai là mọi người dùng REST. Thì mọi người muốn dùng cái gì dùng? Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn dùng REST on chain. Mọi người biết sự kiện on chain không? Hử? Gì? Không biết hàm on chain là cái gì? Thật đấy. Ok. Rồi. Đi xem lại xem có lỗi gì không. Không lỗi gì nhá. Máy thế. Rồi. Ở đây thì hàm on chain có nghĩa gì? Khi mà mọi người gõ phát thì nó sẽ thay đổi luôn, tự động gọi hàm on chain cho mọi người luôn. Thay đổi input. Được chưa? Ở đây cho em. Không. Khi mà mọi người thay đổi cái giá trị của ô input thì nó sẽ gọi hàm on chain. Đúng rồi, cái bất cứ cái gì thay đổi value ấy, em biết cái value của input không? Ban đầu mặc định nó là rong đúng không? Thì có phải là khi mà em gõ vào đây thì cái value của nó thay đổi không? Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Ok, thì cái này có tác dụng gì? Thì cái này ấy, mình khi mà mình gõ xong, người ta hay có khi mà người thực hiện một sự kiện bất kỳ ấy, thì nó hay có một cái sự kiện gọi là event, được chưa? Event này thì sẽ gồm rất là nhiều thông số. Mọi người có thể console log thành event ra. Event. Rồi đây. Đây, rất là nhiều thông số. Đấy. Được chưa? Thì đây, mình chỉ cần quan tâm đến một cái là target. Event.target. À nha. Thì các bạn là mình sẽ lấy được cái giá trị name không? Mọi người thấy nó giống lấy được cái DOM của input chưa? Rồi mọi người chấm thêm cái name nữa. Quên, sorry, chấm value. Sorry, value nhá. Đây. Thì các bạn là mọi người lấy ra value được của nó không? Ừ. Được chưa? Được, lấy được. Cho xin tham khảo.
Anh em có nhớ cái biết cái hàm xếp thang ao không? Đầu tiên biết hàm xếp thang ao không? Biết hàm clear thang ao không? Thì khi mà mọi người cho cái event.target.value có giá trị thì mọi người clear bỏ cái thằng value đi. Đây, ví dụ như này này. Biết rồi, nhưng bắt buộc mình phải gọi hàm, được chưa? Mình không có cách nào vì on chain ấy, chứ on chain thì nó sẽ nhập vào hàm này. Được chưa? Khi có thay đổi bất kỳ một cái gì đấy thì nó sẽ nhập hàm này nên không xóa được cái hàm, chỉ xóa được cái giá trị, tức là khi mà một người dùng nhập xong thì mới bắt đầu sự kiện một cái gì đấy thì nó mới được. Còn khi mà người thay đổi một phát ấy thì nó đã thực hiện hàm on chain rồi. Hiểu vấn đề chưa? Thì đầu tiên, ở đây mình viết dấu ngoặc nhọn đây nha. Anh em còn nhớ cái bài này, đầu tiên là mình sẽ if nhá. Bài này quen này không? Event.value. Còn nhớ bài này không em? Khi mà có giá trị rồi mình dùng hàm clear timeout đấy. Ừ. Nhá, đầu tiên là mình sẽ cho một cái vệ pa bằng null nhá. Đúng rồi, chính xác. Data vào đây và mọi người định nghĩa một cái là data bằng set timeout. Cái gì data này. Đây. Cái lấy thì lại không có event. Thì đây ở đây mà tôi tặng tôi dễ gì đây, mọi người về để đọc cái này. Ừ, hay dùng cái test đấy. À, dùng cái này này, em on chain này. Được chưa? Còn ở đây thì mình sẽ ghi là set state, mình thay đổi state lại của thằng ấy. Bằng cách là mình thay đổi thằng name bằng thằng e. Ben chấm target chấm nếp chưa chơi ra được gì nữa thì bấm click phát nếp được chưa. Thế thôi, đấy khi mà bấm vào thì mình mới lấy ra chỉ nó. Còn đây mình đã set state thôi. Ở đây, từ từ. Giờ trường hợp 2 ô input đúng không? 2 ô input thì mọi người, thứ nhất là mọi người có thể làm một cách thủ công, đó chính là mọi người
khai báo nhiều biến. Mọi người có thể khai báo nhiều biến state ra. Rồi mỗi lần mọi người thay đổi như này. Ê chẳng hạn. Được chưa? Thì mình làm nhẹ thôi. Đấy. Ừ, từ từ, những cái này là đúng không? Được chưa? Mình trở qua mình tách ra hai hàm thôi mà. Đấy. Đấy. Thì mình tách ra hai input, mỗi lần input thì mình sẽ tách riêng ra. Đấy. Được chưa? Thì có bao nhiêu hàm mọi người xếp ra mong mời còn chuyên bấy nhiêu hàm thôi. Được chưa? Hoặc là mọi người có thể làm một cách nữa. Cái này thì nó hơi khó hiểu hơn một chút. Đó chính là mọi người cho một cái gọi là handle data, mọi người chuyển vào đây một cái e chính là event này, mọi người vẫn là sys.setState, mọi người cho vào đây là con chuyên này, thì mọi người cho vào đây đó chính là cái hàm này. Nó sử dụng chung một hàm thôi. Được chưa? Thì mọi người set state bằng cách nào? Thì mọi người dùng một vuông như này. Vẫn thế. Tuổi đấy. Đấy nha. Được chưa? Đấy. 2020 đấy. State này. Name à? Event.name này tức là nó đây cái name của này này. Nó giá trị name của này này. Để biến nó thành key. Đối tượng thực hiện sự kiện. Đây, còn chỗ nào không hiểu tắt của hai cái vừa nãy. Rồi với hai ô input trở lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Có gì thắc mắc không? Thì cái này nó để quản lý, để tạo cái đơn dẫn ở trên đây này. Đây mình đang có một cái đơn dẫn, chỉ là cái đơn dẫn số không không? Đúng chưa? Thì làm sao để mình tạo ra các đường dẫn kiểu như suộc gì đấy. Ngày sau thì mình làm cái gì. Thì mình tạo dùng một cái React Router. Mình bấm vào đây. Thì cái này nó cũng dễ hiểu thôi. Thì mọi người bấm vào đây. Copy thằng này.
để cài đặt nó là một cái backit. Thì để tránh start lại server ấy thì mọi người bấm vào đây, install vào thì không phải tắt vào server nhá, tại thằng React nó build hơi lâu. Ra quay tiếp tục với quay lại với cái React Router, được chưa? Thì mình đơn giản là mình copy ví dụ của nó vào thôi. Mình copy thằng này. Squid thì squid vào. Squid thì mình để quản lý đường dẫn ý, thì người ta sẽ là để ở thằng app. Được chưa? Thằng app sẽ là thằng quản lý này. Tạo ra thằng này. Vào đây. Rồi. Return em. À. Đúng rồi, kiểu return. Rồi để dùng switch thì mình phải import nó vào. Import ở trên này vào. Ok, thì thằng này nó sẽ là gì? Mỗi một đường dẫn nó sẽ hiển thị ra một cái component hoàn chỉnh, tức là một cái component hiển thị ra được đầy đủ một cái trang web ấy. Hiểu vấn đề không? Được chưa? Hiểu vấn đề không? Thì ví dụ ở đây mình cái content của mình nhá, ví dụ cái content của mình là một component đi, mình gửi vào đây. Rồi. Hoặc là mình cho thể p vào trong này được không? Ví dụ thằng P này là một component nhá. Đỡ phải tạo nhiều. Lỗi. Thằng này thiếu thằng router bên ngoài bên ngoài. Chưa? Bé. Chế độ PC thì nó vừa không hình thấy chưa? Vẫn lỗi. À tôi chết rồi. Quên không ạ, thành cơm rồi. Rồi, render. Xóa bỏ render đi, không cần thiết render đâu. Rồi nè. Xóa bỏ mấy thằng này đi. Return. Rồi, ăn lỗi. Đây là router này. Đấy rồi. Tôi vào nhá. Xuống. IDE nó define. Thôi tốt nhất mình sửa thằng này đi, sửa thằng này đi, tại vì thằng component này chắc mình phải cần truyền cái gì đấy nó mới lại cho. Đấy, sao? Xuống về không? À. Ờ, thì tất nhiên chuyển trang mày. Chuyển trang thì nó
làm trên một trang thì không được loát, nhưng mà chuyển trang thì tất nhiên phải loát rồi chứ. Nha. Ừ thì đánh link khác chỉ là chả phải. Đúng rồi, server của React thôi, server của React thôi. Đấy, mọi người này là gì? Số 0 đúng không? Đấy, nó gọi công lần khác rồi thì nói tất nhiên nó phải hiển thị cái khác rồi em. Phải loát lại trang thì mới cập nhật được chứ. User nha. Link, được chưa? Thì đây là mình đang truy cập đường dẫn mà em ơi. Khi em truy cập vào một đường dẫn thì em phải loát lại trang không? Truy vào một cái đường dẫn bất kỳ. Đúng không? Đấy. Đây nha. Gì mà căng thế? Button nha. Cho vào trong đây được chưa? Link đến home. Đấy, con loại trang đấy. Còn đây là mình đang truy cập đường dẫn thì bắt buộc phải nó lại trang rồi. Xong rồi. Đấy, bấm vào đây thì nó mới ví dụ bấm sụp đây. Là cái gì nhỉ? Cứ vào. Đúng không? Giờ mình bấm vào home thì các bạn là mình quay về trang số 0 không? Link này nó giống như cái thẻ A ấy. Nó chuyển đường dẫn. Cái component cái này ở dưới, cái này ở dưới là để tạo đường dẫn. Được chưa? Tức là mình truy cập vào đường dẫn nào thì mình hiển thị ra component nào tương ứng. Đúng rồi, cấp cao nhất gọi các thằng con khác. Đó là một cái website hoàn chỉnh. Nó chính xác là một website hoàn chỉnh. Cái này á? Comment này á? Đường dẫn á? Đường dẫn thì em là tên gì được? Hiểu vấn đề không? Gì? Em phải điều hướng. Điều hướng một link như này. Bằng thể link như này. Đấy. Có phải chuyển sang sang khác được không? Nhìn rõ không? Đấy, ở vào nhá. Bấm vào home thì nó chuyển về số 0. Được chưa? Thì ở giữa em muốn tương tác với các component thì em phải dùng thể link. Nếu muốn điều hướng sang trang khác. Đúng rồi, link đến cái API khác. Không, link là cái router này. Tên router này. Ừ. Nó giống thẻ A ấy, anh em tưởng tượng giống thẻ A ấy. Bấm vào nó chuyển sang link khác. Được chưa? Rồi có vấn đề gì nữa không? Có ở đâu? Nó chỉ thế thôi. Hả? Switch là nó giống như cái app của mình ấy. App.js ở trên Node.js ấy. Nó điều hướng đến các router tương ứng. Hiểu vấn đề không? Ừ, nó điều hướng đến các router đấy. Thế khi mà mình truy cập vào server Node.js có phải là mình truy cập vào app không? App nó điều hướng đến các router tương ứng đúng không? Thì thằng switch nó cũng vậy như vậy. Nó đóng vai trò là app và nó điều hướng đến các router tương ứng khi mà mình truy cập vào đường dẫn. Hiểu vấn đề không? Kiểu như nó thằng nào truy cập vào thằng API đường dẫn nào thì nó sẽ tự động điều hướng đến thằng component đấy. Điều hướng đến trang đấy. Được chưa? Có câu hỏi gì nữa không? Hiểu vấn đề không anh em? Có vấn đề gì không? Link mình nói như là thẻ A đấy, nó điều chuyển hướng sang API khác đây. Đường dẫn khác.
từ các bạn ở thầy A, khi mình vào thầy A thì mình nói sẽ chuyển cái một cái trang web cho mình không? Đúng rồi. Gì? Gì? Cái gì? Cái gì? Về quản lý hết là ba ngoài của nó là một điểm nhất. Ờ. Thì bây giờ cho cái router này sang bên ngoài. Cái thẻ router to nhất ấy. Router to nhất. Ra bên ngoài điểm. Ra bên ngoài điểm. Hay là cho cái router này vào trong